Video này được mang đến cho bạn bởi Game Over Gear, shop bán tay cầm chơi game và ghế đua xe với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường. Bạn có thể nhấn vào đường link trong phần mô tả và bình luận để ghé thăm và chọn những tay cầm cực đỉnh với mức giá cực kỳ phải chăng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học chơi đồ. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Sony, một trong những cái tên siêu đình đám với câu nói mà 99,99% người Việt nào cũng biết, lag như Sony. Khi nhắc đến cái tên Sony thì nhiều người nghĩ rằng đây là một doanh nghiệp đến từ Mỹ hoặc là mình tôi nghĩ thế. Nhưng mà không, Sony là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản. Nên mà người ta thích cái gì cũng phải mờ. Nhưng mà riêng Sony thì nét. Thành lập vào 7 tháng 5 năm 1946 bởi hai nhà sáng lập là Akio Morita và Masaru Iwuka. Với số vốn chỉ 190.000 yên, tương đương với một con iPhone 14 Pro Max màu tím 128GB, bạn có thể mua tại shop đăng link trong phần mô tả và bình luận. Hai nhà sáng lập đã thuê được 20 nhân viên làm kỹ thuật với những công cụ gia công cực kỳ là sơ sài. Tiền ít thì thôi. Ban đầu công ty này tên là Tokyo gì đấy, nhưng mà vào năm 1958 đã đổi tên thành Sony vì kiểu muốn toàn cầu hóa mà dùng quả tên đặc Nhật kia thì đúng là liệm. Theo nguồn Trust Me Bro thì Sony là kết hợp của từ Sonus trong tiếng Latin và từ Sony trong tiếng Anh, dịch ra là một cậu bé nhanh nhẹn và âm thanh, thể hiện tinh thần nhiệt huyết sáng tạo của giới trẻ. Tôi nghĩ là chắc là họ ghép vào nhau xong bỏ một chữ N trông nó đẹp hơn. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà nếu tôi biết thì tôi đã không ngồi ở đây, thì chỉ với số vốn ít ỏi ban đầu, sau 12 năm Sony đã chính thức đặt chân lên sàn chứng khoán. Thương hiệu Sony cũng được đăng ký tại 170 nước để tránh tình trạng bị đăng ký hộ như độ BC, cho thấy tham vọng chinh phục thế giới của công ty này. Là một thương hiệu chuyên về mảng nghe nhìn, không quá khó hiểu khi Sony đi đầu trong việc sản xuất máy ghi âm, TV hay các loại máy phục vụ trong truyền hình. Với sự thành công trong các mảng kinh doanh của mình, năm 1988 Sony xin nhẹ cái CBS Records để thành lập Sony Music Entertainment và tiếp tục mua Columbia Pictures, lập nên Sony Pictures Entertainment đình đám với pha tranh chấp bản quyền người nhện với hãng M. Tiếp đó họ cho ra đời ước mơ của mọi game thủ, Sony PlayStation, khai trương vào năm 1995. Thương hiệu đã đưa Sony lên đỉnh xã hội trong lĩnh vực trò chơi điện tử, hủy diệt các quán net với PS2. Với đà phát triển nhanh và cực kỳ thâu tóm, Sony đã thò tay vào tất cả các lĩnh vực từ điện tử tiêu dùng, game, truyền thông giải trí, phần cứng máy tính, chất bán dẫn, phim, chương trình truyền hình, âm nhạc, thiết bị viễn thông và cả robot. Đây đúng là một cú tát cực mạnh và câu chuyện một nghề thì sống, đống người thì chết. Sony không những đống nghề mà còn đống tiền. Cũng như bằng một cách khá là quỷ mà giá trị vốn hóa của Sony chỉ tầm 115 tỷ đô, đứng thứ 125 thế giới, và giá trị thương hiệu của Sony cũng nằm trong top 100 nhưng mà cũng ở khúc dưới thôi. Thì ra là cũng không giàu lắm. Vậy thì Sony có đồ gì hay? Đầu tiên là nhạc nhẽo phim ảnh. Sony Pictures khá là to nhưng mà phim đạt tỷ đô thì hơi ít, có mỗi 007 Skyfall là được tỷ đô thì phải. Mặc dù cũng có mấy phim đình đám như là The Angry Birds, Resident Evil, Smurf hay là nổi nhất gần đây là Venom 1, nhưng mà không có phim nào đạt doanh thu tỷ đô cả. Spider-Man các thứ thì bù kém Marvel thôi chứ không phải là Sony làm nên không tính. Tuy về mặt doanh số Sony không quá khủng khiếp nhưng mà phim nào phim đấy làm thì được đầu tư khá tốt, rất ít tác phẩm kiểu làm ra để fan service. Những bộ phim hoạt hình của Sony như là Into Spider-Verse cũng bú ngay Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất, chứng tỏ Sony làm phim doanh thu tuy không top nhưng mà chất lượng thì ok. Sony Music Entertainment cũng là một nguồn thu lớn của tập đoàn Sony với một số nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Đức Phúc, Eric. Còn lại thì khá là nhiều nghệ sĩ Nhật Bản là chính. Một số nhóm Hàn từng nổi tiếng như là 2PM, 2AM cũng được Sony Music độc quyền phát hành nhạc. Đến với điện thoại Sony thì mặc dù là không được quan tâm nhiều cho lắm, nhưng mà đến thời điểm hiện tại Sony vẫn cứ là bán smartphone như bình thường. Ai thích trải nghiệm thì có thể qua mấy gian trưng đồ Sony ở Vincom Trần Duy Hưng. Từ những năm 2000 đến 2012, Sony Ericsson đã là một mẫu máy khá nổi tiếng trong thời kỳ này. Đã có lúc vượt mặt cả ông vua Nokia ở một số thị trường. Thậm chí vào năm 2007, Sony Ericsson còn trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ tư thế giới, chỉ kém Motorola 1% là bú luôn top 3. Với việc tập trung vào chất lượng nghe nhạc cũng như là đa phương tiện thì Sony Ericsson đã trở thành một trong những thiết bị hot hit tại thời điểm đó. Nhưng mà chuyện này đã hoàn toàn đổi thay không chỉ với Sony mà còn với tất cả các hãng khác khi mà Apple nhảy vào cuộc chơi với iPhone 2G, đẩy hàng loạt ông lớn đời đi trong quãng thời gian sau đó. Và để bắt kịp với xu hướng điện thoại thông minh, năm 2010 Sony ra mắt Xperia X10, là chiếc máy đầu tiên chạy Android của hãng. Nó có cái phần kiểu tất cả các app mà bạn đã mở hay là cái gì đấy bạn từng dùng trước đó được tổng hợp vào một chỗ ấy, xong rồi lướt nó có thể ứng trong tương lai nữa chứ hơn. Sau khi mua lại Sony Ericsson vào năm 2012, tất cả những sản phẩm điện thoại sau đó của Sony đều mang tên Sony Xperia. Tôi cũng từng sở hữu một con Sony Xperia XA trong khoảng 2017. Tôi đấy mua cỡ 4-5 triệu gì đấy. Máy bo tròn, xong rồi hai cạnh hai bên hơi cong nhẹ tạo cảm giác tràn viền. Nhưng mà bị một cái là gia công hơi lỏng. Phần viền màn hình bị bong chỉ sau vài tháng nên là bán anh còn kịp. Tuy nhiên là vẫn khá thích tại vì máy rất đẹp cũng như là giao diện bắt mắt. Kể từ sau thời điểm 2017, gần như không có một sản phẩm điện thoại nào của Sony được quảng cáo rầm rộ nữa, mà thay vì đó chúng ta toàn thấy Samsung, Apple. Ở thời điểm hiện tại thì các sản phẩm của Sony vẫn đang được bày bán tại một số gian hàng nhỏ trong các trung tâm thương mại và gần như là không ai quan tâm. Vào thì toàn là xem máy ảnh và tai nghe là chính. Trước tôi đi trải nghiệm thì máy vẫn cứ là mượt, có quả màn hình dài hoằng trông dị phết, nhưng mà với giá mười mấy 20 củ thì chắc là ít người mua. Mảng điện thoại tuy lay lắt nhưng mà Sony vẫn chưa bỏ, chắc là chưa lỗ lắm đâu. Nhưng mà người dùng quên chưa thì chắc là quên rồi. Và chúng ta không thể bỏ qua máy là không khí Plus
Speeder, sản phẩm hút máu cực kỳ đẫm của Sony. Thứ hai còn Nintendo với nhiều loại khác nữa nhưng mà ai cũng gọi là PS. Tuy không phải là công ty đầu tiên làm console nhưng mà chắc chắn Sony là cái tên đình đám nhất hiện nay của loại máy chơi game này. PS1 thì tôi không được chơi nên thôi bỏ qua. PS2 thì thực sự là kẻ hủy diệt quá nét, chúa tể solo. Đi học về mà không làm bán PS thì coi như hôm đấy không đi học. Đã có thời điểm mà các dàn máy tính trống nhưng mà dàn PS2 thì luôn full chỗ. Rì đỗ mà cứng thì auto win. Mặc dù là có rất nhiều các tựa game hấp dẫn khác nhưng mà tuổi thơ của 9X đời đít, chứ còn mấy game kia quá nó cài vào thì cũng không ai chơi. Thì thoảng có mấy ông đánh Mortal Kombat. Sau đó thì PS3 mở đường cho rất nhiều quán chỉ chơi console mọc lên như nấm trên khắp cả nước. Vẫn cứ là ra đá PES 2015, không ai chơi với cái khác, solo win mới sướng. Cục router wifi nhanh và xịn sâu nhất hiện tại cũng là của Sony, mang tên Plus Speeder 5. Ai mạng đang lag thì nên thay loại này là tốt nhất, với mức giá không đắt lắm, chỉ khoảng từ 15 đến 20 củ. Nhưng mà nhiều người lăn tăn khi mua cái máy này tại vì game trên PS cực kỳ mặn, từ 1 củ đến tầm 2 củ một game. Đã hẹn mua về đá mỗi PES, chơi một mình thì có mấy quả game cốt truyện hay như là God of War, Horizon, Assassin's Creed. Nhưng mà chơi không thì cũng chán. Ngoài bán PS thường xuyên cháy hàng ra thì bán game cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Sony, nhất là mấy game chỉ độc quyền trên PS mới có. Đây cũng đang là sản phẩm mang lại nhiều doanh thu nhất cho Sony. Dạo này không lãi lắm nhưng mà vẫn nhiều tiền đấy. Tiếp theo là Walkman. Walkman là một sản phẩm biểu tượng trong khoản nghe nhạc của Sony. Trong thời hoàng kim, Walkman luôn đứng đầu trên mọi mặt trận thiết bị nghe nhạc trong suốt một thời gian dài. Đây chính là thiết bị đã thay đổi mãi mãi cách chúng ta nghe nhạc, không còn dùng bằng cassette hay là đĩa CD nữa. Tôi nên mang đến cho bạn một cái máy đựng đĩa bé tí và nó nghe được rất nhiều bài nhạc. Tôi cũng may mắn có một cái hồi những năm 2008, không nhớ là mã gì lắm nhưng mà có cái vòng xoay để chuyển bài. Tầm đấy mà đeo tai nghe xong rồi cầm Walkman đi trên tay thì đúng sĩ tỉnh xã hội luôn. Nhưng một lần nữa Apple lại tung quả móc thẳng mồm Sony. Chỉ chờ thời cơ chín muồi thì khi mà MP3 trở nên phổ biến, Apple cho ra mắt quả iPod với thiết kế đẹp hiện đại cùng với phần mềm thông minh. Thông minh ở đây chính là iTunes. Sony đã không thể tạo ra một thứ giống như iTunes mặc dù cầm một đống bản quyền bài hát. Sự bùng nổ của iPod đã đặt một bức phanh cực kỳ khít cho Walkman. Mặc dù thiết bị này đang rất thành công nhưng mà không hiểu sao Sony lại không thể tiếp tục xông lên mà phải gờ gờ trước Apple. Sony có mọi thứ nhưng mà không thể tạo ra một chiếc iPod, và nhờ sự phát triển của smartphone nên là giờ hai thiết bị này đều chỉ còn giá trị sưu tầm. Và cuối cùng tôi muốn nói đến máy ảnh, sản phẩm đắt đỏ bậc nhất của thương hiệu này. Với mã Sony A6, quốc dân giá rẻ và nhiều tính năng cho người mới chơi. Máy ảnh của Sony được đánh giá là dễ tiếp cận cho người mới bập bẹ, giá cả cạnh tranh so với các đối thủ như là Canon hay Fuji. Đặc biệt là cộng đồng sử dụng Sony cực kỳ đông đảo, chắc không bằng Canon nhưng mà chắc cũng top 2. Chính vì thế mà hỏi gì cũng dễ. Nhiều chỗ còn đánh giá là máy ảnh Sony được đánh giá cao về công nghệ và chất lượng không thua kém gì Nikon và Canon. Tôi cũng không chuyên lắm, thấy nhiều người dùng máy ảnh Sony chắc là chụp đẹp với cả bắt nét dễ. Sony kiểu mày không biết chụp đúng không? Đây là một cái máy cực kỳ dễ dùng, bắt nét tự động chụp đẹp, không phải do mày nhưng mà nó dễ dùng. Chính vì sự thân thiện đối với nhiều đối tượng từ lơ mơ đến VIP Pro, máy ảnh Sony được sử dụng rất nhiều trong môi trường tự nhiên. Văn phòng tôi phải có 3-4 con. Chúng ta có một số sản phẩm của Sony như là TV cũng quá nổi tiếng vì nét rồi nên chắc cũng không cần đề cập đến nữa. Nét như Sony là câu cửa miệng của bao thế hệ Việt Nam vì không có gì phải bàn về chất lượng của dòng sản phẩm này. Tổng kết lại thì Sony là một tập đoàn đa quốc gia, phủ sóng nhiều lĩnh vực kinh doanh mà cái nào cũng ra một đống tiền nên họ rất giàu. Mặc dù không phải là sản phẩm nào cũng thành công và mấy cái máy quay xịn cả trăm triệu thì còn lâu rồi mua được. Nhưng mà Sony đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt và chất lượng sản phẩm được khẳng định qua hàng chục năm. Chưa thấy có một nhãn hàng nào khi nhắc đến có câu slogan được người dân tự đặt như Sony. Với tiềm lực khổng lồ, chắc chắn là Sony sẽ tiếp tục bán điện thoại và không biết là có hay mua không. Ít nhất là bây giờ không thấy ai dùng và chưa khai tử chắc là cũng không lỗ lắm. Bạn đang dùng sản phẩm nào của Sony và trải nghiệm như nào? Hãy comment ở bên dưới. Tôi là Linh, quyết cả lồng người đang xấu thôi không cho lên nữa. Đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.